Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ. Tập 8. Chương 71. Yêu cầu quá đáng. Đều là người tu đạo, nên ta sẽ nói cho ngươi biết thêm một số chuyện vậy, dù sao cũng phải việc bí ẩn gì. Hiện nay, thật ra không chỉ mỗi đại đường chúng ta gặp tai họa này, mà toàn bộ Đông Thắng Thần Châu và các nơi khác cũng giống vậy. Nhưng đây cũng không phải là điều bình thường. Ta nghe đồn, không bao lâu nữa có thể thiên địa đại kiếp nạn sẽ giáng lâm tại thế gian. Lục Hóa Minh hơi chần chừ, lại thở dài một hơi nói ra. Thiên địa đại kiếp nạn, đạo hữu có thể nói rõ ràng một chút không? Trong lòng Thẩm Lạc chấn động, vội vàng hỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, không lâu trước đây ở trong mộng, hai cha con Vu Diễm đã từng nhắc qua về đại kiếp nạn ma vật thôn thiên. Việc này thế tục còn không biết, nhưng một số nơi bí ẩn ở đại đường đã sớm có tin đồn. Lúc đầu số người tin tưởng vào nó cũng không nhiều, có điều sau khi một ít tông môn vốn chú trọng tu hành, hiếm khi nhúng tay vào việc thế tục bắt đầu coi trọng việc này. Thậm chí họ còn phái đệ tử xuống núi, không biết là muốn điều tra sự việc hay làm việc gì khác, càng làm cho lời đồn trở nên không thể phân biệt được là thật hay giả. Lục Hóa Minh sờ cằm, trầm ngâm nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trầm mặc, một lát sau, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, rốt cuộc đạo hữu là người phương nào, tu tiên giả bình thường, đối với những sự việc này không thể biết rõ ràng đến vậy. Lục Hóa Minh nghe vậy cứng lại, nhưng ngay sau đó bật cười lớn, từ bên hông lấy ra một lệnh bài to bằng bàn tay, ném tới, trong miệng nói ra, Thẩm đạo hữu thật tinh mắt. Nếu như vậy, tại hạ cũng không dám giấu giếm nữa, mời đạo hữu xem. Thẩm Lạc tiện tay tiếp nhận lệnh bài, nhờ ánh trăng để nhìn, thì phát hiện thứ này cầm trong tay có phần hơi nặng, dường như không phải do đồng sắt bình thường tạo thành. Một mặt của nó còn khắc lấy đồ án hai cánh cửa lớn đóng kín, một mặt khác thì khắc lấy chữ viết đại đường ngự chế và con dấu. Thật sự là thất kính, thì ra đạo hữu là người trong quan phủ. Vậy việc người biết nhiều sự tình như thế cũng rất bình thường. Thẩm Lạc trong lòng hơi động, cầm lệnh bài đưa trả trở về. Hiện giờ, triều đình đang cần số lượng lớn kỳ nhân dị sĩ. Thẩm đạo hữu tuổi còn trẻ, mà thủy pháp đã không tầm thường, nếu không bị bó buộc bởi tông môn, sao không thử gia nhập vào quan phủ? Tại hạ nguyện ý vì đạo hữu tiến cử. Lục Hóa Minh vừa nhét lệnh bài vào đai lưng, vừa nói. Đạo hữu quá khen, thủy pháp của tại hạ cũng vừa mới nhập môn thôi, nào có tư cách này. Thẩm Lạc liên tục lắc đầu. Hiện tại hắn ngay cả sự thần bí của gối ngọc cũng chưa giải quyết, sao còn dám lấy pháp lực ít ỏi như vậy để đi trêu chọc yêu quái quỷ vật kia. Bản thân hắn ở trong mộng cũng đã được chứng kiến những thứ đáng sợ này, mà trong hiện thực mạng nhỏ lại chỉ có một thôi, không giống như trong mộng có thể nhiều lần phục sinh. Thẩm đạo hữu không cần quá mức khiêm tốn, gia nhập, triều đình có rất nhiều lợi ích, không những giúp bản thân ít bị sự phiền nhiễu của thế tục, còn được nhiều tài nguyên. Đồng thời thủ hộ đại đường cũng là vì muôn dân bách tính góp một phần sức lực, đây chẳng phải là một công hai việc hay sao? Lục Hóa Minh mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ. Đa tạ sự ưu ái của Lục đạo hữu, nhưng vẫn nên chờ pháp lực của tại hạ tinh tiến đã, rồi hãy bàn thêm về việc này vậy. Thẩm Lạc khéo léo từ chối. Lục Hóa Minh nghe xong, cũng không tiếp tục thuyết phục, ngược lại hỏi, vậy việc này chúng ta sẽ nói sau. Chỉ là tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, không biết đạo hữu có thể đáp ứng hay không. Mời đạo hữu nói. Thẩm Lạc thấy đối phương không còn kiên trì, trong lòng khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Khi nãy, Thẩm đạo hữu thi triển là pháp thuật đạp thủy, có thể truyền thụ cho tại hạ một chút được không? Lục Hóa Minh chần chừ một lát, rồi nói ra một câu khiến Thẩm Lạc có chút ngoài ý muốn. Chuyện này, Thẩm Lạc vô ý liền muốn cự tuyệt. Đạo hữu yên tâm, ta cũng không phải muốn ngươi truyền thụ tất cả khẩu quyết của thuật này, chỉ cần một bộ phận pháp quyết là đủ. Nếu đạo hữu chịu truyền thụ, ta nguyện lấy trọng lễ để đáp tạ. Lục Hóa Minh thấy thế, vội vàng nói bổ sung. Lúc trước Lục đạo hữu không phải nói, không tinh thông về thủy pháp, sao giờ đối với đạp thủy chi pháp lại cảm thấy hứng thú đến như vậy? Thẩm Lạc hơi nghi ngờ hỏi ngược lại. Tại hạ mặc dù không tinh thông thủy pháp, nhưng cũng nhìn ra được đạp thủy chi pháp của đạo hữu trong đạp thủy thuật tinh diệu vạn phần. Cho nên ta chỉ cần biết được một chút, thì sau này khi đi tới các nơi có thủy vực nhất định sẽ rất hữu dụng. Lục Hóa Minh gãi đầu, vừa cười vừa nói. Mặc dù tại hạ không bị tông môn trói buộc, nhưng không thể bỏ mặc quy củ, tùy tiện truyền pháp ra ngoài được, hơn nữa đạp thủy chi pháp này. Thẩm Lạc có chút do dự nói,
đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi chịu truyền thụ pháp quyết, ta nguyện xuất ra vật phẩm chân quý để làm trao đổi. Lục Hóa Minh thấy vậy, hiểu rõ nói, a, không biết đó là vật gì. Thẩm Lạc nhíu mày lại, mời đạo hữu xem. Lục Hóa Minh nói, rồi đưa tay vào ngực, lấy ra một cái nĩa nhỏ màu xám trắng được tờ phù lục màu vàng dán lên, hướng về phía Thẩm Lạc. Cái nĩa dài không đến một xích, bộ dáng cũng bình thường, hai mũi giống như đổ xiên cá để nướng. Thế nhưng nó tinh xảo hơn nhiều, lại bị một tấm phù lục nhỏ màu vàng dán quanh một vòng cán, rõ ràng là một kiện phù khí. Thế nào, Thẩm đạo hữu có cảm thấy hài lòng? Lục Hóa Minh thấy được ánh mắt của Thẩm Lạc một mực không rời cái nĩa nhỏ, thì cười hỏi. Lục đạo hữu đã xuất thủ hào phóng như vậy, tại hạ làm sao có thể cự tuyệt? Lần này, Thẩm Lạc lại không do dự một chút nào. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 72, có được phù khí. Ha ha, thông khoái, đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái. Lục Hóa Minh vỗ tay một cái, cao giọng cười to, chấn động làm lá cây phụ cận rơi xuống không ít. Sau đó, Thẩm Lạc nói rõ cho đối phương phương pháp đạp thủy quyết. Tốt, quả nhiên tinh diệu. Ha ha, phù xoa này là của Thẩm huynh đệ. Lục Hóa Minh suy nghĩ một chút, ý cười trên mặt dần dần nhiều hơn, xưng hô với Thẩm Lạc cũng đổi thành Thẩm huynh đệ. Phù khí này sử dụng thế nào, còn xin Lục huynh truyền thụ một hai. Thẩm Lạc cũng theo đối phương sửa lại xưng hô, hỏi. Phù khí là mượn lực phù lục thi triển uy năng, cho nên lúc sử dụng, dùng pháp lực thôi động phù lục là được. Chỉ là sử dụng không giống với phù lục khác, cũng không phải là chỉ nhóm lửa phù đảm, mà là dùng pháp lực tiếp tục dẫn dắt, từ đó đạt tới hiệu quả khống chế phù khí công kích. Lục Hóa Minh nói một hơi, thấy Thẩm Lạc vẫn như cũ trên mặt nghi hoặc, liền vung tay lên nói, đợi ta biểu diễn một phen, bảo đảm ngươi sẽ rõ ràng hơn. Nói xong, một tay gã bấm pháp quyết, trong lòng bàn tay lập tức sáng lên một đạo hào quang màu xanh, như nước chảy tụ hợp vào phù lục dán trên cán xiên nhỏ xám trắng được nắm trong tay. Chỉ thấy trên phù lục lóe lên quang mang, một tầng bạch quang lập tức lan tràn ra, bao trọn cán xiên nhỏ vào. Lục Hóa Minh lập tức đưa tay ném đi, mặt ngoài xiên nhỏ lập tức đại phóng quang mang xám trắng, bay lên không trung, trong nháy mắt phồng lớn gấp 3-4 lần, bay múa dưới bầu trời đêm. Xét qua từng vòng quang ngấn màu trắng, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, bắn nhanh tới hướng một cây liễu trắng kiện cách đó 10 trượng. Bạch quang lóe lên liền chui vào trong cây biến mất, truyền ra ầm một tiếng vang thật lớn. Thân cây liễu trắng kiện này rung động mạnh, tất cả cành liễu rung động rũ xuống một trận, lá liễu bay tán loạn không thôi. Thẩm Lạc ở một bên thấy vậy, trong lòng lửa nóng. Lục Hóa Minh đùa bỡn cao hứng, bỗng nhiên một tay bấm một cái kiếm quyết, chỉ lên trời, hét lớn một tiếng, lên. Chỉ nghe thương lang một tiếng duệ khiếu, sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, như du long bay vào bầu trời đêm, hóa thành một đạo thanh hồng dài hơn một trượng, mạn thiên phi vũ. Ngay sau đó thân hình Lục Hóa Minh bỗng nhiên nhảy lên, thân hình trực tiếp cất cao hơn 10 trượng, vững vàng rơi vào trên đạo thanh hồng kia. Chỉ thấy thanh hồng dần dần thu liễm, hiển lộ ra chân thân cổ kiếm, Lục Hóa Minh lẻ loi đứng ở trên đó, quần áo bị gió đêm thổi bay phất phới, kiếm tiên hiệp khí triển lộ không thể nghi ngờ. Thẩm Lạc thấy vậy, đáy lòng tán thưởng một tiếng phong thái tốt. Tối nay quen biết, cũng là duyên phận. Thẩm huynh đệ, ngày sau nếu đến Trường An, có thể đến Trình Phủ tìm ta. Lục Hóa Minh ở trên không trung lưu lại một câu nói, thân hình và kiếm đồng thời hóa thành một đạo thanh hồng, phi độn đi xa. Thẩm Lạc nhìn đạo thanh hồng kia dần dần ẩn vào màn đêm có chút xuất thần, sau một lúc, lâu mới thở phào một cái, cười lẩm bẩm, đến Trình Phủ tìm Lục Hóa Minh, trong thành Trường An lớn như vậy, có bao nhiêu cái Trình Phủ đây, đi đâu tìm, tìm thế nào? Hắn chỉ coi đây là một câu khách khí, cũng không coi là thật, bất quá trong lòng đối với thực lực Lục Hóa Minh ngược lại nhận biết thêm nhất định, ẩn ẩn cảm thấy gã so với các tiên sư Vu Diễm gặp trong mộng, tựa hồ còn mạnh hơn một bậc. Thẩm Lạc thu tầm mắt lại, sau đó bỗng nhiên vỗ đầu một cái, quay người chạy gấp về hướng gốc cây liễu cách đó hơn 10 trượng. Cái phù xoa kia vẫn còn chưa thu hồi đấy. Chờ hắn tới gần, liền thấy trên thân cây liễu trắng kiện kia, thình lình có một lỗ thủng lớn chừng miệng chén, mà rìa lỗ thủng tựa hồ còn kèm theo một vài thứ, ở dưới ánh trăng phản xạ sáng bóng trong suốt. Thẩm Lạc tới gần xem xét,
không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rìa lỗ thủng, thình lình kết một tầng băng tinh màu đen nhạt, lại còn có công hiệu như thế. Đây chẳng phải là so với thanh đồng tiền kiếm của Bạch Tiêu Thiên còn lợi hại hơn sao? Trong lòng Thẩm Lạc mừng thầm không thôi, trong công pháp vô danh kia, Đạp Thủy Quyết chỉ là một môn pháp thuật cơ sở. Lại có thể đổi lấy một kiện pháp khí uy năng không tầm thường này, những pháp thuật cao thâm phía sau chẳng phải là giá trị còn cao hơn sao? Thẩm Lạc nghĩ như vậy, đi ra phía sau cây tìm kiếm ngay chỗ các mảnh gỗ vụn trên đất, cuối cùng mừng khấp khởi nhặt lên thanh phù xoa đã khôi phục hình dáng ban đầu. Hắn ước lượng cái phù xoa này, phát hiện nó nặng hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng, sờ tới sờ lui cảm thấy kỳ quái, không phải vàng không phải mộc, đương nhiên cũng không phải đá. Trong thời gian ngắn hắn cũng nhìn không ra được gì, tăng thêm nơi đây cũng không nên ở lâu, ánh mắt rơi vào phù lục trên cán xiên. Phát hiện phù văn phía trên rất lạ lẫm, so với khu quỷ phù và tiểu lôi phù hắn biết thì phức tạp hơn nhiều. Thậm chí ngay cả chỗ đặt bút và vẽ phù lục thế nào, hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn không kiềm chế được hưng phấn, muốn thử một chút phù khí vừa đắc thủ này. Hắn để phẳng tay, đặt phù xoa ngang ở lòng bàn tay, tay kia bấm niệm pháp quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp. Một sợi pháp lực lập tức từ trong đan điền dâng lên, xuyên thấu qua cánh tay lộ ra nơi lòng bàn tay, tụ hợp vào trong phù lục cán xiên. Trên phù lục lóe lên quang mang, một vầng sáng màu trắng xuyên suốt ra, lan tràn ra bao phủ toàn bộ phù xoa. Thẩm Lạc lập tức cảm nhận được một cỗ pháp lực đặc biệt dẫn dắt xuất hiện giữa hắn và phù xoa, tâm niệm thoáng khẽ động. Phù xoa liền theo đó khẽ run động lên, nhẹ nhàng rời lòng bàn tay treo trên không cách chừng một ngón tay. Thẩm Lạc thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng vừa mới phân thần, phù xoa lập tức trầm xuống phía dưới, một lần nữa rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa thôi động pháp lực, rót vào phù lục. Lần này, hắn bảo vệ chặt tâm thần, cố gắng không để cho mình phân tâm, toàn lực thôi động phù xoa. Kết quả không biết là pháp lực khống chế bất ổn hay là thế nào, phù xoa giống như mất đi khống chế bạo khởi xông vào bầu trời đêm. Lập tức cắt đứt liên lạc với hắn, sau đó từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống đất. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kém chút bị phù xoa từ trên không rơi xuống xuyên tim rồi. Thẩm Lạc trải qua thử dùng, quá trình cũng không thuận lợi, không được một lần thành công ngự sử phù xoa phi hành, ngược lại tiêu hao không ít pháp lực vốn đã không nhiều. Hắn tự biết thử tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, thêm nữa tâm thần cảm thấy rất mệt mỏi, đành phải tạm dừng, chuẩn bị mau chóng trở về Xuân Thu Quan, lại tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu. Ôi, lo nói chuyện, ngược lại quên hỏi Lục đạo hữu kia nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Lúc này Thẩm Lạc mới nhe răng nhếch miệng lấy lại tinh thần, bây giờ mình ở rừng núi hoang vắng trước không thôn sau không có người ở, trong đêm sợ là sẽ nằm màn trời chiếu đất rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Vật thị nhân phi. 3 ngày sau, lúc giữa trưa, ở sơn môn lối lên Xuân Thu Quán, Ngưu sư huynh đang chán ngán ngồi bệt trên thềm đá sau cổng sưởi nắng, tay bưng một ly trà, miệng ea hát tiểu khúc, trông vô cùng nhàn nhã. Lúc này, gã bỗng nhiên nhìn thoáng thấy ở phía xa xa có một người đang theo con đường núi đi tới. Gã vội vàng đứng dậy, nheo mắt nhìn qua. Chỉ thấy người kia mặc trường sam màu xanh, người đeo bọc quần áo bằng vải xám, tay còn cầm thêm một túi nữa. Người này đi trên đường núi, mình hơi chúi về trước, bước chân tuy không nhanh nhưng thoáng nhìn lại thấy khá vững vàng. Ê, sao lại là tiểu tử này? Khi gã nhìn thấy rõ gương mặt người tới, miệng không khỏi hô khẽ một tiếng. Người tới không ai khác, chính là Thẩm Lạc một đường từ huyện Tùng Phiên trở về Xuân Thu Quán. Thẩm Lạc tới thổ tập trấn dưới núi từ lúc sáng sớm, nhưng hắn không vội trở về mà trước đi bán thớt ngựa. Sau đó lại tới Hồng Vận Lâu mua thịt quay, rượu đế, cuối cùng là mua ít chu sa với phù chỉ rồi mới lên núi. Sơn môn trọng địa, không việc chớ vào. Thẩm Lạc vừa tới cửa sơn môn, giọng điệu lười nhác của Ngưu sư huynh liền từ trong sơn môn truyền ra. Ngưu sư huynh nói đùa rồi, ta theo lời tôn sư xuống núi thăm người nhà, hôm nay quay lại mà thôi. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, chân không ngừng bước, tiến thẳng vào phía trong. Tiểu tử này nói chuyện với sư huynh thế à? Còn có tí quy củ nào không? Đang khi nói, Ngưu sư huynh bất ngờ lắc cổ tay, hất nước trà trong chén hỏng dội lên đầu Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc nghiêng người về phía sau một chút liền dễ dàng tránh được. Trong mắt Ngưu sư huynh thoáng hiện nét kinh ngạc, gã nghiêng người qua một bên chắn trước mặt Thẩm Lạc. Đang khi muốn chất vấn Thẩm Lạc, gã đột nhiên chun cái mũi hít hà, đoạn đưa mắt liếc bọc quần áo trên vai Thẩm Lạc rồi mỉm cười, nói: "Sư huynh đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi. Quy củ ngươi cũng hiểu, ta không cần phải nói lại chứ. Rượu và vịt quay của Hồng Vận lâu này là ta mang cho Bạch sư huynh và Điền sư huynh đó." Thẩm Lạc nghe thế, mắt nhìn túi trên tay xong cũng cười híp mắt, đáp. Ngưu sư huynh nghe hắn đáp xong, tức thì nổi nóng quát: "Đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt." Lấy ra, dứt lời, gã lập tức bước tới một bước, toan tự tay cướp đồ. Thẩm Lạc như đã dự tính trước tình huống này. Chân trái hắn không lùi mà nhích lên trước một chút, vừa vặn dẫm lên bãi nước trà, đồng thời vô danh công pháp trong người cũng đã vận chuyển. Một tia pháp lực xuôi theo lòng bàn tay phóng ra, vô thanh vô tức dẫn dắt đám nước trà ngưng tụ thành vô số hạt nước nhỏ xíu không ngừng quay tít. Ngưu sư huynh dẫm một cước lên những hạt nước kia, lòng bàn chân bất ngờ trượt đi khiến cả người mất thăng bằng, đâm thẳng về phía Thẩm Lạc. "Ấy già, sư huynh cẩn thận." Thẩm Lạc né người qua một bên, duỗi tay ra bộ y như muốn đỡ Ngưu sư huynh, nhưng bàn tay khi đối phương sắp chạm tới lại phất nhẹ một cái về phía bụng gã. Theo đó một cỗ dương cương chi lực thoáng đẩy lên, thân thể Ngưu sư huynh thuận đà lăng không bay lên, nhào về phía trước rồi cứ thế ngã lăn ra ngoài sơn môn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục từ ngoài sơn môn vang lên, Ngưu sư huynh đúng là đã xuôi theo bậc thềm đường núi, một phát lăn đủ 17, 18 bậc. Thẩm Lạc không quay đầu nhìn, tiếp tục bước về phía trước nhưng đi được hai bước, hắn lại lui lại, lấy giấy bút ra, bộ dáng tiêu sái viết liền mạch một câu. Hôm nay thấy ấn đường sư huynh biến thành màu đen, bước chân yếu nhược, chính là biểu hiện của thận tinh không đủ, phao câu vịt có thể bổ sung, xin vui lòng nhận lấy. Vừa thu bút lại, hắn liền lấy từ trong bọc ra con vịt quay mua dưới núi, tiếp đó ngắt lấy cái phao câu đem gói vào trong tờ giấy vừa ghi rồi đặt lên thềm đá mà Ngưu sư huynh mới ngồi. Làm xong hết thảy, hắn liền phủi tay, thản nhiên đi vào sơn môn. Xem như đã trở về, cảnh còn mà người khác. Nhìn những khóm cây ngọn cỏ quen thuộc trong xuân thu quán, Thẩm Lạc bất giác cảm thán một câu, xong tiếp tục bước về trước. Dọc theo con đường này, hắn không ngờ lại gặp được không ít đệ tử nội môn, đa số đều gật đầu chào lấy lệ một cái. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thấy những người này khi nhìn hắn, ánh mắt ai cũng hiện ra chút cổ quái. Đang lúc Thẩm Lạc âm thầm thắc mắc, chân đã bước tới chỗ dưới linh quan điện, hắn đang muốn dọc theo đường núi đi lên. Ngước mắt nhìn lại thấy trên đường núi, chỗ cách hắn khoảng 5-60 bậc có một thân ảnh béo tròn đang đi xuống. Nói về người béo nhất xuân thu quán, không phải Đinh Nguyên thì còn ai khác, đằng sau gã còn có 3-4 đệ tử nữa. Những người này liếc nhìn Thẩm Lạc đang bước tới bậc thứ 10, trong mắt ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên, Đinh Nguyên đứng chính giữa còn khoa trương hơn, đưa cả hai bàn tay mập ú lên dụi dụi mắt. "Ế, ta không hoa mắt chứ? Tiểu tử này mất tích nhiều ngày như vậy, vốn tưởng đã bị đuổi ra khỏi quán rồi, sao còn trở về này?" Một gã bình thường hay theo đuôi nịnh bợ Đinh Nguyên, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm. Thẩm Lạc dù đứng cách khá xa nhưng nhìn rõ, nghe rõ, trong lòng tựa hồ đã hiểu nhưng bước chân vẫn không ngừng. "Thẩm Lạc, lâu rồi không thấy bóng dáng, giờ nghĩ sao lại muốn quay về chứ?" Đinh Nguyên chờ Thẩm Lạc bước tới gần, đưa một tay ra ngăn lại. "Về nhà thăm người thân thôi, sao có thể ở mãi không quay lại chứ?" Thẩm Lạc từ tốn hỏi ngược lại. "Ta lại thấy là bị đuổi khỏi sư môn rồi, làm sao vẫn không biết xấu hổ, mặt dày quay lại. Đừng nghĩ chúng ta không biết gì, ma bệnh ốm đau liên miên như ngươi vào quán cũng chỉ để kéo dài tính mạng, cũng đừng có dùng những thứ sặc mùi tiền của ngươi làm ô uế đất đạo môn thanh tịnh." Đinh Nguyên khinh khi, bĩu môi đáp. Mấy kẻ kia mỗi người mỗi vẻ nhìn Thẩm Lạc. "Ta vào quán làm gì, có liên quan tới các ngươi sao?" Thẩm Lạc sầm mặt, trừng mắt nhìn mấy gã kia. Đám người Đinh Nguyên chỉ cảm thấy khí thế trên người Thẩm Lạc đột nhiên biến đổi, tạo cho người ta một loại cảm giác áp chế vô hình khiến cả đám nhất loạt không tự chủ được rời ánh mắt đi, nhất thời không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thẩm Lạc liền mặc kệ đám này phản ứng ra sao, chân tiếp tục đi thẳng lên. Đinh Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, khi thấy mấy đứa khác đều đưa mắt nhìn mình, gã lập tức cảm thấy khó chịu không thể chịu nổi. "Một tên phế vật lại dám bất kính với sư huynh, làm phản à?" Đinh Nguyên quát một tiếng chói tai, tung người sải bước đuổi theo, đồng thời tay phải vận 3,
bốn tầng lực đạo tiểu hóa dương công. Năm ngón tay xòe ra, cả bàn tay đột nhiên lớn thêm một vòng, vỗ thẳng về phía hậu tâm Thẩm Lạc. Một chiêu thanh dương thủ này của Đinh sư huynh thực sự rất có trình độ. Đúng là không biết trên dưới, mấy gã còn lại thấy thế, nhất tề lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thẩm Lạc đưa lưng về phía Đinh Nguyên, không ngoảnh đầu lại mà chỉ đưa tay trái lên chảo một cái liền tóm được ngón út tay phải Đinh Nguyên, tiếp đó nhẹ nhàng bẻ cong. Ôi ôi, đừng đừng, đau chết ta. Tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Đinh Nguyên lập tức vang lên. Tiếc rằng ngón út của hắn bị Thẩm Lạc tóm rất chắc, chỉ có thể chúi người xuống theo động tác của Thẩm Lạc, đau đến chảy cả nước mắt. Tiếng trầm trồ khen ngợi xung quanh liền im bặt, gã nào gã nấy đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên không kẻ nào ngờ được Thẩm Lạc, một tên mà tiểu hóa dương công mới nhập môn lại có thân thủ khá như thế, một chiêu đã có thể chế trụ Đinh Nguyên. Thẩm Lạc, ngươi chớ làm càn, nếu làm ta bị thương, sư phụ ta, ái ui. Đinh Nguyên thở ra được một hơi, dù người đau vặn cả eo vẫn hung hăng dọa nạt. Kết quả gã mới nói được nửa câu, tay Thẩm Lạc lại dùng thêm chút lực khiến gã lại giống lên như bò. Đinh sư huynh, thanh dương thủ của ngươi cao thâm khó đoán, tiểu hóa dương công của sư đệ mới chỉ vừa nhập môn thôi, đừng có dọa ta chứ. Thẩm Lạc bình thản đáp, đồng thời đảo mắt nhìn đám còn lại. Đinh Nguyên hiện tại cả người đau đến ngũ quan vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán nhưng cơ bản do đau quá mà kêu không thành tiếng. Mấy gã kia nhao nhao cúi gằm mặt xuống, không kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lạc. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 74, ngẫu nhiên gặp sau núi. Các ngươi đang làm gì vậy? Một tiếng quát chói tai bỗng dưng từ đường núi bên trên truyền xuống. Thẩm Lạc nghe vậy, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong tay buông lỏng. Đinh Nguyên như được đại xá lảo đảo một cái, được người bên cạnh đỡ lấy nên mới không đặt mông xuống đất. Ngay sau đó, bên cạnh Thẩm Lạc lóe lên bóng trắng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thẩm Lạc nghe âm thanh liền biết người đến là Bạch Tiêu Thiên, liếc mắt nhìn sang. Mới phát hiện ra hỏa này hôm nay lại không mặc phục sức trong quan, mà đổi một thân trường bào tuyết trắng, nhìn càng tiêu sái lỗi lạc. Nguyên lai là Bạch sư đệ, các ngươi từ từ trò chuyện, chúng ta có việc đi trước một bước. Đinh Nguyên ôm lấy ngón tay út phải, đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản không dám nói thêm gì, vội vàng xin lỗi một tiếng, mang theo mấy người rời đi như chạy trốn. Hừ, một đám cẩu vật hiếp yếu sợ mạnh. Bạch Tiêu Thiên nhìn bóng lưng những người kia hốt hoảng rời đi, giận mắng một tiếng. Bạch đại công tử, hôm nay hỏa khí sao vượng như thế? Thẩm Lạc cũng không để ý, trêu đùa, ngươi có thể trở về. Bạch Tiêu Thiên quay đầu, hơi đánh giá trên dưới Thẩm Lạc, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái ý cười. Thế nào, huynh cũng cho là ta không về được? Thẩm Lạc cười hỏi. Ngươi cái tên này thực sự không suy nghĩ, luyện công phản phệ chuyện lớn như vậy, lại không nói với ta một tiếng, có còn coi ta là sư huynh hay không? Bạch Tiêu Thiên tức giận nói, lúc đầu trước khi đi cũng tính nói với huynh, kết quả đi quá nhanh không gặp được huynh. Hiện tại ta không phải trở về rồi sao, mua rượu và vịt quay, một hồi gọi điền sư huynh, chúng ta hảo hảo nhậu một chút. Thẩm Lạc cười nói, có rượu uống đương nhiên là được, đáng tiếc ta phải xuống núi một chuyến rồi. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, lộ ra vẻ làm khó. Vậy chờ huynh trở lại hãng tính, Thẩm Lạc đề nghị. Tốt, vậy ta đi trước, Bạch Tiêu Thiên gật đầu. Nói xong, gã liền quay người chạy như bay về phía sơn môn bên kia. Thẩm Lạc chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi theo, Bạch Tiêu Thiên, huynh chừng nào trở về? Ta về nhà một chuyến, có lẽ nửa tháng là sẽ trở về, rượu nhớ giữ cho ta. Thân ảnh Bạch Tiêu Thiên đã biến mất tại khúc quanh co trên đường núi, chỉ có thanh âm xa xa vọng lại. Thẩm Lạc đưa mắt, nhìn Bạch Tiêu Thiên rời đi, quay người tiếp tục đi đến hướng bãi đá xanh. Hắn trở lại nơi ở tại tầng một ngoài cùng bên phải, sửa soạn xong, vẫn theo lệ đi bẩm một tiếng cho la sư trước. Kết quả lại không gặp sư phụ, ngược lại trên đường về gặp Điền Thiết Sinh. Điền Thiết Sinh nhìn thấy Thẩm Lạc trở về, tất nhiên là hết sức cao hứng, hai người tụ hợp một chỗ ăn vịt quay không còn một mảnh. Ngược lại ai cũng không uống rượu, lưu lại hết cho Bạch Tiêu Thiên. Nghe gã kể, Thẩm Lạc mới biết hai ngày trước la sư lại được người mời xuống núi, đến nay còn chưa trở lại. Lúc này, Điền Thiết Sinh hỏi tình trạng cơ thể Thẩm Lạc,
trong lời nói rõ ràng toát ra vẻ lo lắng. Thẩm Lạc trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên nói thế nào với gã, dù sao nếu ăn ngay nói thật. Nhắc lên Vô Danh Thiên Thư, tất nhiên sẽ liên lụy đến Gối Ngọc và Quái Mộng, điều này hắn căn bản không thể nào nói ra được. Cuối cùng, chỉ có thể nói là Phục Bảo Nguyên Đan do quan chủ Phong Dương Chân Nhân cho, tình huống đã ổn định lại, để gã không cần lo lắng. Điền Thiết Sinh nghe Thẩm Lạc nói vậy, tựa hồ đã tin. Tới gần chặng vạng tối, Thẩm Lạc mới lần nữa trở về chỗ ở. Ngồi bên giường, nghe mùi vị quen thuộc trong phòng, nhìn căn phòng bừa bãi, hắn đột nhiên hơi xúc động. Rõ ràng từ lúc rời núi đến khi quay về lại, cũng chỉ có 7, 8 ngày, nhưng khiến hắn có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Trong mấy ngày ngắn ngủi này phát sinh nhiều chuyện, kinh lịch càng thêm ly kỳ khúc chiết hơn so với hai lần trong mộng cảnh. Cách đó không lâu hắn là kẻ đáng thương không còn sống được bao lâu nữa, mà bây giờ đã là người tu đạo thông pháp tính. Thẩm Lạc tĩnh tọa một lát, đứng dậy lấy gối ngọc giấu kín dưới giường ra ngoài, nếu không thử lại lần nữa. Hắn đặt gối ngọc ở trước người, bàn tay khẽ vuốt qua mặt gối, cảm thụ được ngọc thạch truyền đến cảm giác mát lạnh, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn hôm nay, tự nhiên đối với gối ngọc này không còn kháng cự như lúc ban đầu, thậm chí sinh ra hứng thú không nhỏ. Nếu không có vật này, chính mình há lại ở trong mộng gặp được Vu Diễm. Không có Vu Diễm say rượu vô ý nói ra một đoạn chuyện cũ năm xưa, chính mình há lại tìm được công pháp Vô Danh, từ đó tu thành thông pháp tính. Trước mắt hắn đã là người tu đạo thân mang pháp lực, nếu thử lấy pháp lực thôi động vật này, sẽ thu hoạch được gì không tưởng hay không. Thẩm Lạc nghĩ như vậy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, vẫn quyết định trước vẽ mấy tấm phù lục phòng thân, rồi đến thí nghiệm sau. Hắn đi vào bên cạnh bàn, lấy ra phù vàng và chu sa, ngưng thần đề khí, bắt đầu vẽ phù lục trên giấy. Tấm thứ nhất vẽ thành, vẫn là tiểu lôi phù hắn thuần thục nhất, chờ hắn vẽ ra được hai tấm thành phẩm, một sấp phù vàng dày đã dùng gần một nửa. Cái này so với xác suất thành công của hắn lúc trước đã tăng lên không ít. Thẩm Lạc đặt hai tấm tiểu lôi phù ở một bên phơi, lại nhấc bút son, bắt đầu vẽ khu quỷ phù coi như khá thuần thục. Lại dùng gần một nửa lá bùa mới vẽ ra ba tấm thần khí coi như hoàn mỹ. Sau đó, hắn gác bút, không tiếp tục vẽ nữa mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù bây giờ thân thể hắn đã hơn xa lúc trước có thể so sánh, nhưng vẽ phù lục vẫn quá mức hao tổn tâm thần. Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, hắn lấy lại tinh thần đầy đủ, lại nâng bút vẽ lên mấy tấm phù lục khác là Như Ý phù và Chánh Quỷ phù. Những phù lục này vì chưa bao giờ vẽ qua, không có kinh nghiệm để tham khảo, ngược lại vẽ rất nhanh, được hay không cũng chỉ thử qua mới biết. Thẩm Lạc vốn còn muốn vẽ phỏng theo một chút tấm phù lục dán trên cán phù xoa kia, nhưng lúc lấy ra nhìn qua một chút, lại lần nữa thu vào. Cũng không phải bởi vì khác, chỉ là tấm phù lục kia cuốn trên cán xiên, không cách nào thấy được toàn cảnh, hắn lại không dám tùy tiện bóc ra, sợ hủy phù khí, đành phải bỏ qua. Cuối cùng, hắn mang tất cả phù lục đã vẽ xong tới, đặt bên cạnh gối ngọc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc mới vận chuyển pháp quyết Vô Danh, điều động pháp lực thể nội đến cánh tay phải, đặt lên gối ngọc. Lúc đầu ngón tay chạm đến gối ngọc, một tia pháp lực lóe lên ánh sáng màu lam, lập tức như được dẫn dắt chảy xuôi ra, chảy qua trên gối. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, cẩn thận khống chế pháp lực lưu động, ngưng thần chú ý đến gối ngọc biến hóa. Chờ một hồi lâu, pháp lực của hắn đã rót vào không ít, trên gối ngọc vẫn không có nửa chút động tĩnh. Thẩm Lạc vẫn không thu tay lại, vẫn nhẫn nại, tiếp tục rót pháp lực vào trong đó. Thẳng đến khi chính hắn cảm giác pháp lực sắp hết, gối ngọc từ đầu đến cuối vẫn không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi, hoặc là một ít pháp lực này còn chưa đủ để hiệu lệnh thứ này phản ứng. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, đành phải thu hồi thủ trưởng, đáy lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Mấy ngày liên tiếp hắn tàu xe mệt mỏi, lúc này lại tiêu hao không ít pháp lực, liền dứt khoát thu thập gối ngọc và phù lục, đi ngủ sớm. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Thẩm Lạc rời giường rửa mặt một phen, tính thăm dò chuôi phù xoa và phù lục vừa mới vẽ ra, đi về hướng hậu sơn. Bây giờ, hắn đã bắt đầu tu luyện công pháp Vô Danh Thiên Thư, tự nhiên không cần sáng sớm tiếp tục tu luyện tiểu hóa dương công. Chỉ là vì thiên thư công pháp có tính đặc thù, hắn nhất định phải tìm một chỗ đầm nước hoặc là khe nước mới có thể tiếp tục tu luyện. Mặc dù thường ngày hắn chạy đến hậu sơn không ít, cũng biết một hai nơi trong núi có khe nước và đầm sâu.
Chỉ tiếc những nơi đó quá mức dễ thấy, một khi có đệ tử trong quan đi qua gần đó, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thẩm Lạc cũng không muốn mình đạt được vô danh thiên thư bị mọi người biết, nên muốn tìm một chỗ bí ẩn thanh u tu luyện, đồng thời cũng ôm hy vọng thử điều khiển lại chuôi phù xoa kia. Giữa hè đã qua, mùa thu gần tới, trên núi gió sớm rõ ràng đã lạnh hơn. Thẩm Lạc đi trên đường núi, nhìn về phía đỉnh núi Thần Hy, sắc trời hơi sáng, xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ sốt ruột. Địa hình phía sau núi Xuân Thu Quan khá phức tạp, ngoại trừ có mảng lớn rừng sâu núi thẳm tĩnh mịch, lại có từng tòa vách núi dốc đứng nhô ra bên ngoài, làm nước mưa đọng lại thành đầm sâu, phân bố dưới những vách núi này. Thẩm Lạc tránh lộ tuyến ngày thường hay đi, xuyên qua một mảnh sơn lâm bụi cây dày đặc, trong trùng điệp bụi gai cỏ dại đi ra một đầu đường nhỏ, đi tới một vách núi đột ngột nhô ra. Trên vách núi này phần lớn là quái thạch xen kẽ, trụi lủi, tầm mắt hết sức khoáng đạt. Hắn dự định từ nơi cao này nhìn xuống thấp, tìm ra một chỗ ẩn kín phù hợp tu luyện. Đoạn phía trước vách núi là một khối nham thạch to lớn đột ngột nhô ra bên ngoài, trải qua gió táp mưa sa, phía trên mọc lên một tầng rêu xanh dày đặc trơn trượt, Thẩm Lạc thật vất vả mới bỏ lên tới. Hắn cẩn thận đi tới phía trước nham thạch, đang tính nhìn xuống dưới, chợt nghe phía dưới mơ hồ có một trận thanh âm truyền đến, tựa hồ có hai người đang nói chuyện với nhau. Chờ hắn nhô mình ra nhìn xuống dưới, liền thấy dưới vách núi cao mấy chục trượng, đang có hai đạo nhân ảnh một già một trẻ, đứng đối mặt nhau. Ngay lúc Thẩm Lạc nhìn thấy hai người, đồng thời hai người kia cũng phát hiện ra hắn, lập tức ngừng nói, nhìn sang hắn bên này. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, sợ bóng sợ gió một hồi. Tuy rằng cách nhau một khoảng khá xa, Thẩm Lạc vẫn thấy rõ gương mặt hai người một già, một trẻ kia. Người trẻ tuổi thân vận phục sức đệ tử Xuân Thu Quán, một đầu tóc đen dài nhưng không thả tóc như những người khác mà vấn hết lên đầu rồi dùng một chiếc châm gỗ xỏ qua. Người này dáng gầy nhưng dung mạo lại cực kỳ tuấn mỹ, chính là một trong ba đại đệ tử nội môn, Cổ Hóa Linh. Còn đứng đối diện với Cổ Hóa Linh là một lão giả mặt đen, thân hình cao lớn. Lão nuôi một vòng râu màu muối tiêu được cắt tỉa rất gọn gàng quanh miệng, thân vận một bộ thái cực đạo bào phẳng phiu không một nếp nhăn. Đầu tức thì thấy đội liên hoa quan như cái của Phong Dương chân nhân, tổng thể nhìn qua vô cùng chỉnh chu, uy nghiêm. Người này Thẩm Lạc cũng biết, lão chính là sư phụ của Cổ Hóa Linh, Vương Thanh Tùng. Người này trước đây Thẩm Lạc từng thấy mấy lần khi lão tới giảng bài ở Tam Thanh Điện. Lão giảng bài cho bọn hắn rất cẩn thận, lại rõ ràng dễ hiểu hơn cả La Sư lẫn Phong Dương chân nhân, chỉ là lão bảo thủ nghiêm túc quá nên các đệ tử đều có phần sợ lão. Bọn họ không phải đang truyền công pháp chứ? Thẩm Lạc giật mình, thầm lẩm bẩm. Nếu thật là Vương Sư Bá hiện tại đang dạy Cổ Hóa Linh pháp, thuật, hành vi của hắn bây giờ rất có thể bị tình nghi là vi phạm lệnh cấm học lén. Có điều, Vương Sư Bá chỉ liếc mắt nhìn hắn, có vẻ như cũng nhận ra thân phận đặc biệt của vị đệ tử ký danh này nên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nghiêm mặt nhìn về phía xa xa. Cổ Hóa Linh lại mỉm cười, đứng xa xa vẫy vẫy tay với hắn, xem như lên tiếng chào hỏi. Thẩm Lạc ngoài mặt lộ vẻ lúng túng, cũng chỉ vẫy vẫy tay về phía xa xa, trong lòng hắn lại có thêm vài phần hảo cảm với vị cổ sư huynh rất ít khi thấy mặt này. Cổ Hóa Linh chào hỏi xong liền quay người đuổi theo Vương Sư Bá, rất nhanh liền sóng đôi đi cùng nhau. Đợi tới khi hai người đi xa hơn một chút, Thẩm Lạc mới rời mắt, nhìn về phía xa hơn để tìm kiếm một chỗ khác. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn đột nhiên khẽ giật lên xuống một chút, thân sắc trên khuôn mặt cũng không khỏi thay đổi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hai thầy trò đang bước xa dần kia. Hắn xuất hiện ở đây, có phải đã nghe được chúng ta nói gì không? Có cần dứt khoát tiễn hắn một đoạn, nơi đây ít người lui tới, chính là một nơi thích hợp để chôn xác. Cổ Hóa Linh vừa thong thả bước, vừa nói, Thẩm Lạc thầm giật nảy mình, mặt hiện lên vẻ không thể ngờ. Cho dù là nghe trộm được công pháp bí truyền gì cũng không đến mức phải giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích chứ. Nó chỉ là đệ tử ngoại môn, một chút pháp lực không có. Lại đứng cách xa như thế thì làm sao nghe được chúng ta nói chuyện. Ngươi không cần phản ứng thái quá vậy, chỉ là lần sau phải tìm chỗ kín đáo khác mới được. Vương Sư Bá lắc đầu, đáp. Tốt nhất là không để lại chút sơ hở nào, một tên đệ tử ngoại môn thôi có tính là gì, sẽ không có ai để ý cả. Chỗ vùi xác ở phía sau núi này, ta biết không ít. Lúc nói chuyện,
Nụ cười của Cổ Hóa Linh vẫn ôn hòa như trước nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo dị thường. Đừng gây thêm rắc rối. Nó tuy chỉ là một tên đệ tử ký danh của La Đạo Nhân, nhưng chính bởi vậy nên nó lại là thứ đặc biệt trong quán. Huống hồ trước giờ nó với Bạch Tiêu Thiên giao hảo, nếu thực mất tích một cách không rõ ràng trong quán như vậy, trái lại sẽ gây ra phiền toái khó mà lường. Vương Sư Bá dừng chân, nghiêm túc đáp. Được rồi, ta biết nặng nhẹ. Cổ Hóa Linh nghe thế đành thôi, miệng đáp có phần không cam lòng. Lúc này, gã đột nhiên quay người lại, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Lạc, thấy Thẩm Lạc vẫn đang nhìn về phía mình liền gật đầu cười. Thẩm Lạc dù lòng căng thẳng vẫn lộ vẻ bình tĩnh như thường, tay ôm quyền hướng phía xa xa, làm bộ cung kính tiễn sư trưởng rời đi vậy. Đợi tới lúc hai người kia đi xa khuất hẳn tầm mắt rồi, Thẩm Lạc mới chậm rãi thả lỏng tinh thần, có điều lưng vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Bản thân chỉ muốn ra ngoài tìm đường lại xem chút gặp tai họa bất ngờ, thực quá nguy hiểm. Nếu đổi là hắn trước kia, không thông pháp tính, cũng không có được năm, giác quan hơn người, chỉ e vẫn còn thấy tên Cổ Hóa Linh mặt hiền tâm thiện, đợi đến khi bị người hại rồi cũng không biết. Xem ra thế đạo quả nhiên hiểm ác, tâm đề phòng người thủy chung không thể không có nha. Hai người kia khẳng định có bí mật lớn nào đó, nếu không sẽ không động tí là muốn chôn người, có cần tìm cơ hội mật báo cho La Sư một tiếng không? Bất kể nói sao, sau này nhất định phải tận lực tránh xa hai thầy trò kia, có thể tránh xa liền tránh thật xa. Sắc mặt Thẩm Lạc âm tình bất định mất một lúc nội tâm mới bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục đưa mắt nhìn ra xa, tìm kiếm chỗ thích hợp để tu hành. Đứng đây nhìn qua, hắn đã tìm ra một chỗ sơn cốc tĩnh lặng. Nơi đó không lớn lại vô cùng kín đáo, nằm giữa hai triền núi nhô cao, bên trong có một dòng suối nhỏ uốn lượn. Thẩm Lạc vội vàng theo vách núi gần đó mà leo xuống rồi nhanh chóng rảo bước chạy hết tốc lực qua bên kia. Sau khi tiến vào sơn cốc, hắn men theo khe nước đi ngược lên phía trên tìm kiếm. Sau khi đi được chừng 3, 4 dặm, mắt hắn bỗng sáng lên. Phía trước là một đầm nước nông do dòng suối chảy lâu tạo ra, hai bên đều có đá lớn cao hơn trượng che khuất, trông như hai tấm bình phong tự nhiên che kín hết tình hình trong đầm nước. Nếu không phải nhìn thẳng từ trên xuống, cơ bản không có cách nào nhìn được bên trong có gì. Trái lại đây đúng là một chỗ tốt. Thẩm Lạc không nhịn được tán thán. Hắn không vội vã xuống nước mà ở cạnh bờ, nhắm mắt khoanh chân ngồi, hai tay kết pháp quyết, tức thì một luồng khí mát lạnh từ đan điền theo đó nổi lên rồi di chuyển theo kinh mạch trong cơ thể. Sau một lúc, hắn mở hai mắt ra, dựng thẳng ngón trỏ và ngón út một tay lên, gập các ngón còn lại vào lòng bàn tay. Ý niệm vừa động, giống như bắt đầu tiến hành khống chế phù khí, đi điều động linh khí tản mát ở trong nước. Chỉ thấy tay đang bấm niệm pháp quyết kia bỗng nhiên đâm xuống nước một cái, tức thì mặt nước vốn đang phẳng lặng liền nổi lên từng đợt sóng lăn tăn. Loại sóng nước này so với những rung động nhẹ nhàng do gió thổi lên mặt nước có sự khác biệt rõ ràng. Tỏa ra nhiều đợt sóng đồng tâm giống như có một tảng đá rơi xuống mặt nước tạo ra vô số đợt sóng vậy. Chỉ là những gợn sóng tròn đồng tâm này phân bố cực kỳ có quy luật, sau khi nhấp nhô tỏa ra bốn phía xung quanh chừng bốn thước liền nhao nhao tan biến. Thẩm Lạc thấy thế liền đảo nhanh cổ tay, đưa tay đang bấm niệm pháp quyết hướng lên trên. Chỗ tâm những con sóng kia lập tức có bọt nước cuồn cuộn nổi, ngay sau đó, một khối cầu nước nhỏ bụp một tiếng xuất hiện rồi đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước chỗ trước mắt Thẩm Lạc. Khối cầu này gắng gượng lên cao được hơn một xích liền sụp xuống rồi lần nữa rơi vào trong đầm nước. Chùm, một tiếng động nhỏ vang lên. Khối thủy cầu rơi xuống mặt nước tạo ra một đợt sóng nước lộn xộn đánh tan hết những gợn sóng có trước đó. Thẩm Lạc nhoáng cái, đứng dậy, khóe miệng cong lên nở nụ cười vui mừng. Hắn trước đây đã có thể dựa vào thủy pháp bản năng dễ dàng khống chế một chút nước. Đây cũng chính là cách hắn dùng khi trước để giáo huấn Ngưu sư huynh. Chỉ là chuyện có thể khống chế được nhiều nước như trước mắt thì vẫn là lần đầu tiên. Cười xong, hắn không hề nhắm mắt tĩnh tọa mà lập tức đưa tay lên tiếp tục bấm pháp quyết thêm lần nữa. Tư thế bấm niệm vẫn thế, chỉ khác là pháp lực vận chuyển trong cơ thể lần này trong thoáng chốc đã tăng vọt lên gấp đôi. Lên, theo tiếng quát khẽ trong miệng hắn, bàn tay bấm niệm pháp quyết cũng đưa lên trên. Ủng ục. Mặt nước phẳng lặng lập tức cuồn cuộn bọt sóng, trông y như nước sôi trong nồi đồng vậy. Tiếp đó, một dòng nước lớn như bánh xe từ chỗ giữa mảng bọt nước thình lình bốc lên, hóa thành một khối thủy cầu lớn lơ lửng giữa không trung, hơn nữa qua hồi lâu cũng không rớt xuống. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Chương 76, tự biết điều khiển nước. Sự vui mừng trong mắt của Thẩm Lạc càng nhiều, trong lòng như nghĩ đến điều gì, bàn tay khẽ động. Thì dòng nước suối đang treo trên bầu trời kia, lập tức đùng một tiếng vỡ vụn ra. Sau đó 7-8 cái đầu thật dài từ trong bọt nước ló ra, uốn éo trái phải mấy lần, rồi mới mang toàn bộ thân thể lao ra. Đó là 7-8 con tuấn mã sáng óng ánh to như chó săn, bốn chân đạp trên hư không cùng nhau sánh vai đi tới. Vài con tuấn mã đi vòng quanh thân Thẩm Lạc một vòng. Tiếp đó chúng va chạm vào nhau, làm bọt nước tóe lên nhưng không có rơi trở lại trong nước, ngược lại còn dung hợp lẫn nhau. Khiến bề ngoài của nó càng dài càng lớn, cuối cùng hợp lại làm một, trở thành một con tuấn mã trưởng thành. Thân thể của tuấn mã khỏe mạnh, trên cổ có hoa văn lông bờm, bên trong thì trong suốt bóng loáng, mơ hồ còn có thể thấy được vết tích của dòng nước đang chảy. Nó giống như được điêu khắc bằng thủy tinh, xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng ngay sau đó, tâm niệm của Thẩm Lạc lại khẽ động, tuấn mã vốn đang chạy thì bốn chân hóa thành bọt nước, toàn bộ thân thể cũng từ từ chìm vào trong dòng nước, từng chút một chìm xuống dưới. Nhưng đầu của nó lại dần kéo dài, lông bờm và hai tai biến mất, từ từ biến thành một con thủy mãng sáng óng ánh. Đầu của nó hướng xuống dưới tìm kiếm một lúc, thì rơi vào mặt nước nhưng lại không chìm xuống, mà nổi lên trên, uốn éo một chút rồi ngóc thẳng đầu dậy. Động tác kia giống hệt như là thủy mãng thật. Một tay Thẩm Lạc đưa lên rồi vẩy nhẹ, thân thể của thủy mãng lập tức vặn vẹo. Đầu của nó cũng dần biến đổi, đột nhiên trên lưng có hai luồng nước dâng lên, dần hóa thành hai luồng màn nước óng ánh, nhìn giống như là mọc ra hai chiếc cánh vậy. Thân thể của mãng xà lại càng thu ngắn lại, đầu cũng càng ngày càng nhọn. Cuối cùng nó hóa thành một con đại bàng đang dương cánh, sau đó vỗ cánh bay vào không, trung. Vuốt dưới chân của đại bàng cong như ngân câu, từng chiếc lông vũ trên thân hoa văn rõ ràng rành mạch. Mặc dù nó cũng chỉ là ánh sáng long lanh, thế nhưng nhìn qua hết sức linh động và chân thật. Có điều nó bay ở độ cao hết sức có hạn, bay lên độ cao khoảng 10 trượng, liền giống như hết sức, lại rơi thẳng xuống. Cuối cùng nó nhập vào mặt nước, tạo nên một trận bọt nước rồi quay về yên tĩnh. Kỳ quái, sao lại dễ dàng như vậy? Pháp lực của Thẩm Lạc tiêu hao không ít, lập tức thu pháp quyết, nhưng trong lòng thì hết sức ngạc nhiên. Đây là lần thứ nhất hắn thử khống thủy sau khi tu luyện công pháp vô danh, thế nhưng sao lại thuận buồm xuôi gió như vậy? Nên biết rằng thủy tính vô thường, giỏi nhất là biến hóa nhưng muốn biến thành hình cũng không dễ dàng như vậy. Một người học khống thủy chi thuật, muốn làm dòng nước thay đổi theo ý mình không khó, nhưng nếu muốn làm biến hóa thành hình dạng gì thì cần luyện tập lâu dài mới được. Giống như Thẩm Lạc lúc trước, tùy ý khống chế dòng nước biến hóa, ngưng tụ ra nhiều hình dạng, không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa khi hắn làm cho nó biến hóa, không chỉ ngoại hình sinh động như thật, còn có thêm một phần thần thái như thật. Hắn thầm nghĩ trong lòng, người bình thường muốn đạt tới trình độ này, chỉ sợ ít nhất phải luyện tập ngàn vạn lần mới có thể. Chẳng lẽ ta đối với công pháp thủy thuộc tính có đặc biệt thiên phú? Hoặc thể chất của ta có chỗ nào đặc biệt, có thể cùng thủy chi linh khí hòa hợp? Trong lòng Thẩm Lạc ngạc nhiên. Nhưng như vậy, hắn lại cảm thấy không có khả năng, nếu mình thật sự có thiên phú khác thường, thì đã sớm hiện ra, chứ không phải đến nỗi thua kém người khác. Ngay cả việc bản thân tu luyện tiểu hóa dương công đều phải bỏ ra thời gian trọn vẹn 2 năm. Xem ra việc này hơn phân nửa là do luồng hàn lưu mà đầu lâu kia đã rót vào trong cơ thể mình. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, bèn chậm rãi đi trở về bên bờ, tìm một khối lớn đá tròn trơn nhẵn hơi lớn để ngồi, rồi nhắm hai mắt lại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Lạc đưa tay vào trong ngực tìm tòi, rồi lấy ra một vật dài đến một xích, chính là thanh phù xoa màu xám trắng từ chỗ Lục Hóa Minh lấy được. Hôm đó được vật này, hắn cũng đã thử điều khiển, cuối cùng đều là thất bại, nhưng hôm nay hắn lại muốn thử một lần nữa. Lần này hắn vẫn như cũ, là mang phù xoa đặt ngang ở trong lòng bàn tay, một tay bấm niệm pháp quyết đằng, sau đó thể nội pháp lực lập tức thay đổi, thông qua bàn tay tụ hợp vào trong phù xoa. Chỉ thấy phù lục trên cán xiên hơi sáng lên, một lớp bụi ánh sáng trắng lập tức tràn ra, đem toàn bộ phù xoa bao vào. Thẩm Lạc không giống lần trước, nóng lòng điều động pháp lực làm cho phù xoa bay lên. Mà hắn cẩn thận khống chế pháp lực của mình di động, bảo trì trạng thái ổn định, tụ hợp vào bên trong phù xoa. Theo từng sợi pháp lực không ngừng chảy vào, ánh sáng trắng trên phù xoa trở nên càng ngày càng sáng. Nó bắt đầu lơ lửng bay lên một chút, cách lòng bàn tay khoảng 3 tấc trên không trung,
mang cảm giác ung dung bồng bềnh. Cùng lúc đó, ánh sáng trên phù xoa lại lần nữa lóe lên, thân của cây xiên đột nhiên phồng lớn và dài ra gấp ba, giống nhau như đúc lúc trước Lục Hóa Minh điều khiển. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, trong miệng lập tức khẽ quát một tiếng, lên. Ánh sáng trên phù xoa lóe lên, lập tức xông lên phía trước, vọt lên không mà đi, so với tảng đá lớn ở hai bên còn cao hơn một đoạn. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lại, thoáng chút phân tâm, lập tức phù xoa một trận lắc lư, liền muốn cắm đầu rớt xuống. Trong lòng hắn khẩn trương, lại vội vàng ổn định tâm thần, cẩn thận lấy pháp lực đi dẫn dắt phù xoa. Muốn làm phù xoa này bay lên không cũng không khó, nhưng muốn khống chế để di động có chút không dễ dàng. Mặc dù Thẩm Lạc đã ngưng thần dẫn dắt nó hướng về phía trước bay lượn, có điều phù xoa lại hoàn toàn không nghe chỉ huy, một mạch bay thẳng vào không trung. Phù xoa bay đến độ cao khoảng 2 trượng, thì mối liên hệ với Thẩm Lạc liền bắt đầu trở nên yếu ớt, ánh sáng trên thân cũng không ổn định, một lúc sáng một lúc lại tối. Khi phù bay tới độ cao 3 trượng, thì ánh sáng trên nó chớp động càng thêm tấp nập, rồi đột nhiên mất đi khống chế, hướng về phía dòng suối rơi xuống. Thẩm Lạc thấy vậy, vội vàng đuổi đến, pháp quyết trong tay gắt gao bóp lấy, tập trung toàn bộ tâm thần trên phù xoa, trong miệng hét lớn một tiếng, lên cho ta. Chỉ thấy khi phù xoa sắp rơi vào trong nước, thì nháy mắt ánh sáng ở bên ngoài một lần nữa ổn định, thẳng tắp lơ lửng tại trên mặt nước. Thẩm Lạc lau mồ hôi trên trán, rồi bấm niệm pháp quyết, tay chậm rãi nâng lên. Phù xoa liền bay lên cao một chút, cách xa mặt nước, chậm chạp di động về phía bên bờ. Nhưng phù xoa vừa mới vừa vặn rời đi khu vực mặt nước, ánh sáng ngoài bề mặt lại lần nữa rung động. Lần này, ánh sáng lập tức thu vào. Nó lại trở về hình dáng ban đầu, lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc cũng cảm thấy đan điền của mình bỗng nhiên trống rỗng, pháp lực vậy mà tiêu hao đi hơn phân nửa. Hắn đi đến trước mặt phù xoa, nhặt nó lên, rồi đặt mông ngồi trên mặt đất, phía sau lưng đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Không nghĩ tới khống chế phù khí, tiêu hao to lớn đến vậy. Lần trước Bạch Tiêu Thiên và Đinh Nguyên đấu pháp, nhìn thật thong dong, có thể trở thành nội môn đệ tử, quả nhiên có chỗ hơn người. Thẩm Lạc có chút thở dốc tự nói thầm. Lúc này, trong đầu hắn liền nghĩ tới cảnh Lục Hóa Minh ngự kiếm phi hành có chút tiêu sái kia, không khỏi càng thêm cảm khái. Hơi chỉnh đốn một chút, Thẩm Lạc lại tiếp tục điều động phù xoa để tập luyện. Khoảng nửa canh giờ sau, tranh một tiếng vang dội, đột nhiên tại sơn cốc vang lên. Chỉ thấy thanh phù xoa kia từ độ cao khoảng 3 trượng trong hư không, đột nhiên nhanh chóng rơi xuống trên một tảng đá, lớn liên tiếp vạch ra hỏa tinh màu vàng, sau đó đâm vào trong một khe đá. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Thử Phù. Thẩm Lạc đứng cách đó không xa, nhìn một màn trước mắt, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một vòng ý cười vui mừng. Thông qua hơn nửa canh giờ luyện tập, rốt cuộc hắn có thể miễn cưỡng khống chế phù xoa phi hành. Chỉ là động tác vẫn như cũ còn khó khăn, hoàn toàn không cách nào so sánh với Lục Hóa Minh, ngay cả vừa rồi uy lực phù xoa công kích rơi xuống đất, cũng khác một trời một vực. Thẩm Lạc minh bạch, cái này là do mức độ pháp lực mạnh yếu khác nhau tạo thành. Trước mắt, lấy pháp lực công pháp vô danh đệ nhất trọng của hắn, vẫn không thể nào điều khiển phù xoa phi hành quá cao quá xa. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 3 trượng quanh hắn, càng xa thao túng càng mất linh nghiệm. Mà khống chế phù khí tiêu hao pháp lực thực sự quá lớn, tối đa hắn chỉ có thể để phù xoa bay lên không thời gian một chén trà công phu. Đây vẫn chỉ là khống chế phi hành đơn giản mà thôi, nếu muốn đầu nhập vào trong chiến đấu, tiêu hao sẽ càng nhiều càng nhanh hơn. Thẩm Lạc đi tới phía trước, rút phù xoa cắm vào khe đá ra, dựa lưng vào một khối đá ngồi xuống. Lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, rơi vào phù lục dán trên phù xoa, lông mày không khỏi nhíu chặt. Ngày bình thường vẽ bùa không ít, khiến cho hắn có chút mẫn cảm với biến hóa của phù lục, vừa rồi chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn qua. Hắn lập tức phát hiện một vấn đề, màu sắc phù văn trên phù lục đã nhạt hơn, đường vân phía trên cũng thay đổi mơ hồ hơn. Ngay hôm nay trước khi ra cửa, Thẩm Lạc còn quan sát tỉ mỉ phù lục, màu sắc mặc dù không thể so với tân phù tiên diễm vừa mới vẽ ra, nhưng tối thiểu màu sắc nồng đậm, đường cong phù văn rõ ràng, so sánh với trước mắt, rõ ràng đã phát sinh biến hóa. Phù lục bình thường, chỉ cần nhóm lửa phù đảm dùng qua, sẽ lập tức thiêu đốt hóa thành tro tàn. Mà phù lục trên phù khí này,
sau khi rót pháp lực vào, lại không bị thiêu đốt thành tro, tất nhiên là có chỗ không tầm thường. Trong lòng Thẩm Lạc ẩn ẩn suy đoán, cảm thấy phù lục trên phù khí này cũng không phải là sẽ không thiêu đốt tiêu hao, mà chỉ là quá trình thiêu đốt không cấp tốc như phù lục bình thường. Nhưng trải qua lần lượt sử dụng, cuối cùng cũng sẽ tiêu hao hết. Mà chính mình thử sử dụng mấy lần, dựa vào biến hóa của màu sắc phù lục để phán đoán. Tờ phù lục này chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể khu dùng thêm 3-4 lần, lúc đó sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn cũng có chút đau lòng, tính toán đợi Bạch Tiêu Thiên trở về, lại tìm gã hỏi một chút chuyện liên quan tới phù khí, xem có biện pháp gì bổ cứu không. Thẩm Lạc thu hồi phù xoa, lại nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, mới cảm giác pháp lực trong đan điền khôi phục một chút. Sau đó, hắn lấy từ trong tay áo ra từng tấm phù lục, đều là những cái hắn vẽ ra hôm qua. Trước kia hắn chưa thông pháp tính, thí nghiệm phù lục chỉ có thể dựa vào nguyên thạch, mỗi lần tiêu hao hết một viên nguyên thạch, làm hắn đau lòng không thôi. Bây giờ thân đã có pháp lực, hắn đã không còn mất đi một bút chi tiêu này. Thế là hắn dự định lấy mấy loại phù lục mà mình vẽ ra thí nghiệm một lần, xem rốt cuộc có công dụng gì không. Kỳ thật trước khi đạt được tiểu lôi phù và khu quỷ phù, Thẩm Lạc luyện tập vẽ qua nhiều nhất là một loại phù lục tên là hóa sát phù. Phù này như tên, chính là dùng để hóa giải âm sát khí. Năm đó là đạo nhân chữa bệnh cho hắn, bức ra âm khí trong cơ thể hắn, chính là dùng phù này hóa giải. Về sau hắn 5 lần 7 lượt muốn học phù này, La đạo nhân mặc dù không trực tiếp truyền thụ cho hắn, nhưng cũng miễn cưỡng cho hắn một tấm dạng đồ để hắn tự luyện tập lung tung. Giờ phút này, tay Thẩm Lạc đang vân vê một tấm hóa sát phù, một tia pháp lực trong đan điền tùy tâm mà động, thuận kinh mạch cánh tay chảy xuôi ra, tụ vào trong phù lục. Chỉ thấy trên lá phù thoáng hiện một đạo lam quang, chỗ vẽ phù văn truyền đến xoẹt một tiếng vang nhỏ. Chỗ đính chu sa lập tức cháy đen một mảnh, một tia lam mang yếu ớt như sương khói lộ ra, rồi biến mất không thấy. Thẩm Lạc thấy thế, run bàn tay lên, ngón giữa kẹp lấy lá bùa, ném xuống đất. Sau đó, hắn lại đưa tay vẽ lên một tấm trấn trạch phù, rót một tia pháp lực vào trong đó. Dựa theo cổ thư ghi chép, nếu dán trấn trạch phù chân chính vào phủ đệ, 3 ngày sẽ không thấy gì dị thường. Nhưng trong đêm nếu có nhục nhãn phàm thai sẽ thấy một tầng bảo quang mơ hồ bao phủ, có thể ngăn cản âm sát khí lén lút xâm nhập. Thẩm Lạc mặc dù thân có pháp lực, chưa nói tới nhục nhãn phàm thai, nhưng cũng không biết rót pháp lực vào trong trấn trạch phù sẽ có quang cảnh thế nào. Cho nên thời khắc này, trong lòng cũng hiếu kỳ mang theo vẻ chờ mong. Nhưng tấm trấn trạch phù kia lại giống như hóa sát phù, cũng chỉ lóe lên lam quang, lá bùa liền bị pháp lực xé rách, đồng dạng cũng thất bại. Thẩm Lạc mặc dù đã đoán trước, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn than nhẹ một tiếng, lại vê lên một tấm khu quỷ phù, kẹp ở tay phải dựng thẳng lên giữa hai ngón tay. Khu quỷ phù này hắn từng sử dụng thành công trong mộng cảnh đầu tiên, nhưng sau khi trở lại hiện thực, vẫn chưa có cơ hội nghiệm chứng. Chỉ thấy tâm niệm hắn vừa động, một tia pháp lực trong đan điền lần nữa phun trào ra, chảy vào trong phù lục. Lần này, tình huống lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy trên phù lục lóe lên lam quang, lá bùa cũng không vỡ tan, phù văn phía trên sáng lên, một đoàn ánh sáng màu trắng nhu hòa lập tức từ đó bay lên. Theo luồng hào quang màu trắng này sáng lên, Thẩm Lạc chợt phát hiện trước hai mắt của mình tựa hồ bị che phủ một lớp, khiến cho màu sắc tảng đá và đầm nước xung quanh trở nên mờ nhạt rất nhiều. Trong lòng của hắn nghi hoặc, vội vàng rời ánh mắt về chỗ khác xa hơn, kết quả nhìn thấy cảnh vật xung quanh đều là như vậy. Khi ánh mắt Thẩm Lạc lướt qua khe nước bờ bên kia, lúc lướt qua một chỗ vách núi hẻo lánh không đáng chú ý, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác dị dạng, vội quay đầu lại ngưng thần nhìn bên đó. Chỉ thấy chỗ vách núi hẻo lánh quanh năm không thấy ánh nắng kia, xung quanh hơi nước ẩm ướt. Phía trên mọc rong rêu màu xanh sẫm cao khoảng 1 thước, mà trên mặt đất dán chặt rong rêu, vậy mà tụ hợp một đoàn sương mù màu đen như ẩn như hiện. Thẩm Lạc thấy thế, vội thu hồi các lá bùa khác trên mặt đất, đạp nước qua sông, chạy tới bên đó. Chờ hắn tới gần, còn chưa đưa khu quỷ phù tới, đoàn sương mù màu đen kia tựa hồ cảm ứng được lực lượng phù lục, đột nhiên điên cuồng bành trướng phun trào ra. Quả nhiên là âm sát khí. Nguyên lai khu quỷ phù này còn có công dụng cho người ta thấy rõ âm sát ẩn giấu. Thẩm Lạc cũng đồng thời từ trong đoàn sương mù màu đen kia cảm nhận được một cỗ khí tức âm hàn ổ uế. Trong khi nói chuyện, hai ngón tay hắn kẹp lấy tấm khu quỷ phù phát ra ánh sáng kia, đưa đến gần đoàn âm sát khí đó.
Đoàn hắc vụ kia tựa hồ thập phần e ngại phù lục, vội vàng thối lui ra sau, nhưng phía sau chính là vách núi, không thể lui nữa, liền nhao nhao dán trên vách núi dũng mãnh lao lên. Chỉ là đoàn âm sát khí này tựa hồ thập phần yếu ớt, chỉ leo lên cao khoảng một thước, cũng không dám tiếp tục đi lên nữa. Bởi vì một khi ra khỏi phạm vi rong rêu sinh trưởng, sẽ bị ánh mặt trời giữa trưa chiếu chúng. Khu quỷ phù tới gần đoàn âm sát khí kia khoảng 3 thước, đột nhiên phụt một cái, dấy lên một ngọn lửa màu trắng, tự động bổ nhào tới nó. Thẩm Lạc không muốn tiêu diệt đoàn âm sát khí này ngay, vội vàng rụt cánh tay về, rời khu quỷ phù đi. Rất nhanh, tấm khu quỷ phù kia cháy hầu như không còn, sau một điểm hỏa tinh cuối cùng, triệt để dập tắt. Mà cơ hồ cùng lúc, cảm giác che lấp trước mắt Thẩm Lạc cũng biến mất không thấy. Khi hắn mở lớn mắt, lần nữa tra xét chỗ vách núi hẻo lánh kia, nơi đó cũng đã rỗng tuếch, không còn thấy gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 78, Kinh Hồn. Thẩm Lạc lấy hai tấm phù lục từ trong ngực áo ra. Cả hai tấm đều thấy bắt đầu bằng hai chữ sắc lệnh, đều là khu quỷ phù. Hắn vẽ một trong hai tấm lên rồi rót pháp lực vào trong phù. Theo ánh sáng lóe lên trên tấm phù, hai mắt hắn hơi nóng lên một chút, cảm giác vừa nãy lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là ánh mắt so với lúc trước có phần mờ ảo. Thẩm Lạc vội đưa mắt nhìn về vách núi chỗ xa xa, kết quả chỉ nhìn thấy một tầng bóng đen mờ mờ ảo ảo, không rõ chút nào. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hào quang trên tấm phù trong tay đã tắt, kế đó tình cảnh trước mắt cũng khôi phục lại bình thường. Rất rõ ràng, tấm khu quỷ phù mà hắn cho rằng đã vẽ thành công lại có phẩm chất chưa đủ, dẫn tới công hiệu cũng hạn chế. Quen tay hay việc, xem ra chuyện vẽ bùa này đúng là không thể một sớm một chiều là nắm giữ được. Thẩm Lạc thở dài, vẽ tấm khu quỷ phù cuối cùng lên. Lời vừa dứt, theo một tia pháp lực chảy vào phù chỉ, hào quang trên tấm phù bừng sáng. Có điều cuối cùng hào quang trên tấm phù cũng giống như quang mang màu trắng trên tấm phù đầu tiên, đồng thời trước mắt hắn lại xuất hiện cảm giác như bị che đậy. Nơi vách núi chỗ hẻo lánh kia, một đám sương mù màu đen lại lần nữa hiện ra. Hắn lúc này không để khu quỷ phù tới gần khí âm sát mà lấy từ ngực áo ra một tấm hóa sát phù. Hắn muốn một chút xem có thể dùng phù này hóa giải lực lượng âm sát kia không. Kết quả là hắn dùng liên tiếp 3 tấm nhưng lại không có lấy một tấm thành công, tất cả đều là phế phẩm. Thẩm Lạc có phần không cam lòng, tiếp tục lấy từ người ra mấy loại phù khác như Như Ý phù, Trấn Trạch phù, Bách Giải Tiêu Tai phù. Ra thử hết một lượt xem có thể có tạo ra chút phản ứng nào với âm sát chi khí này không, kết cục không có gì mới, toàn bộ đều kết thúc trong thất bại. Đoàn âm sát chi khí này giờ bất ngờ lại trở thành thứ nghiệm chứng phù lục của hắn có thành công hay không như thử đao thạch vậy. Mãi tới cuối cùng, Thẩm Lạc phải dùng một tấm tiểu lôi phù mới tiêu diệt được đám khí đen âm sát kia. Rốt cuộc cũng chỉ có tiểu lôi phù và khu quỷ phù là có thể dùng được. Thẩm Lạc trở lại cạnh bờ, lẩm bẩm tự nói. Hắn có chút khó hiểu chính là tình trạng này tại sao lại xuất hiện. Lẽ ra hắn với tu vi luyện khí sơ kỳ, khả năng khống chế tinh khí thần hiển nhiên đã vượt rất khi thời điểm mới nhập môn tiểu hóa dương công. Hơn nữa hắn có kinh nghiệm thành công với tiểu lôi phù, tựa như cái gọi là một thông trăm thông, chưa kể những chỗ cần chú ý khi vẽ phù hắn cũng đều lưu tâm. Muốn nói độ thuần thục, phương thức vẽ tiểu lôi phù hắn đạt được là lâu nhất nhưng số lần vẽ lại không phải là nhiều nhất. Mấy loại Như Ý phù, hóa sát phù mới là mấy phù mà hắn luyện vẽ nhiều nhất, kết quả ngoài khu quỷ phù ra thì đám phù còn lại đều vô dụng. Tuy nói đám phù này thật giả ra sao còn phải xét nhưng ít nhất hóa sát phù có lẽ không có vấn đề gì. Dù là tiểu lôi phù hay khu quỷ phù cũng đều là loại mà hắn chế tạo thành công trong mộng cảnh. Tiểu lôi phù còn có được sự chỉ điểm của Vu Diễm, những loại phù khác thì chưa từng có được kinh lịch như vậy. Không lẽ chỉ có phù lục từng được chế thành công trong giấc mơ, khi trở lại thực tại mới có thể sử dụng được? Thẩm Lạc suy đoán. Lúc này, hắn ngẩng đầu thoáng nhìn lên, phát hiện thời gian. Bất chi bất giác đã quá trưa, bèn đứng dậy trở về trước núi. Thẩm Lạc ăn cơm ở trai đường xong liền một mình quay lại chỗ ở nơi bãi đá xanh. Trở lại phòng rồi, hắn đóng kỹ cửa, tĩnh tọa một lúc sau đó đưa tay vuốt vai phải mình, kéo áo nơi đầu vai xuống để lộ ra cái đầu lâu màu đen kia. Thứ này xuất hiện trên vai hắn đã nhiều ngày rồi, xem bộ dáng sẽ không tự động biến mất.
Hắn tùy tiện đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống tấm phù chỉ màu vàng bên cạnh đống cổ thư. Tức thì trong đầu liền nảy sinh một ý. Hắn lập tức lấy bút lông ra, chấm chu sa rồi lại bắt đầu vẽ phù. Nửa canh giờ sau, dùng hết chỗ phù chỉ còn dư, hắn cũng đã vẽ ra được hai tấm khu quỷ phù. Hắn nghỉ ngơi một chút, thấy vết chu sa trên phù chỉ đã khô, liền vẽ một tấm phù lên đem dán vào đồ án khô lâu trên bả vai, đồng thời một tia pháp lực nhanh chóng được rót vào trong phù. Chỉ thấy hào quang lóe lên trên lá phù, vô số tia sáng màu trắng tỏa ra, theo đó trước mắt Thẩm Lạc lại như bị một tầng gì đó che lại. Hắn đưa mắt hướng về phía đồ án trên vai phải, nhìn chằm chằm đầu lâu kia một lúc lâu xem trong đó có tồn tại vật âm tà hay không. Thế nhưng kết quả là chỗ đó lại không phát sinh bất kỳ biến hóa gì. Hắn chỉ có thể lắc đầu, chậm rãi ngồi lại trước bàn, lấy vô danh thiên thư từ trong hộp đá ra. Không biết có phải do hôm nay liên tục thử nghiệm phù khí và phù lục, dẫn tới pháp lực bị tiêu hao quá mức. Hắn mới chỉ đưa ngón tay đặt lên một hàng chữ thôi mà lập tức thấy đầu váng mắt hoa, chỉ đành gấp thiên thư lại, bỏ nó vào hộp đá. Cảnh đêm trầm lắng, ánh trăng thanh lãnh, bên ngoài sườn bãi đá xanh, gió núi xuyên qua sơn cốc tạo ra từng tràng âm thanh u u, nghe như tiếng cô gái nỉ non nghẹn ngào khóc. Âm thanh này vang vọng khắp bốn phía từ sườn núi tới sân nhỏ. Trên cửa căn phòng gần sườn dốc nhất, nhánh những cây tùng bách đổ bóng xuống, trông như khô chảo của ác quỷ gây cho người ta cảm giác dữ tợn. Trên giường gỗ kê sát vách, Thẩm Lạc mặc nguyên quần áo đi ngủ mà ngủ rất say, không hề biết chiếc gối đan dưới đầu hắn chẳng biết từ lúc nào đã bị thay thế bằng chiếc gối màu vàng. Hắn ấm ớ nói mê, nghiêng người hướng về phía cửa ra vào, tay phải vô thức quờ lên gối ngọc dưới cổ. Đúng lúc này, một cỗ âm phòng bỗng nhiên nổi lên bên ngoài phòng, tiếng ào ào vang lên, tiếp đó một đám sương mù màu đen cuồn cuộn quay tròn bổ thẳng về phía giường. Thẩm Lạc lập tức tỉnh giấc, mở trừng hai mắt, người vô thức muốn ngồi dậy. Nhưng hắn phát hiện ra dưới thần truyền đến cảm giác như bị xé mạnh, tức thì Thẩm Lạc đưa mắt nhìn xuống, kết quả liền thấy một cảnh tượng khiến da đầu người ta tê dại. Vô số cánh tay như của trẻ con đang từ ván giường mọc dài ra, bám chặt khắp nơi trên cơ thể hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, Gối Ngọc dị biến. Thẩm Lạc mở to hai mắt nhìn, giống như có một con rắn lạnh buốt bò lên trên lưng. Những tay nhỏ kia như hư thối, màu sắc trắng bệch, nhìn tựa như xác chết ngâm ở trong nước thật lâu. Phía trên lại sinh ra móng tay nhỏ dài màu đen, thậm chí xuyên thấu qua quần áo đâm vào trong da thịt của hắn. Thẩm Lạc há miệng muốn hô to, nhưng miệng há thật to, lại không phát ra nửa điểm âm thanh, trong lòng không khỏi sợ hãi tới cực điểm. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện một chuyện cổ quái. Hắn vậy mà không cảm giác nửa điểm đau đớn. Gặp chuyện chớ hoảng sợ, gặp chuyện chớ hoảng sợ. Trong lòng Thẩm Lạc bình tĩnh hơn một chút, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Hắn thử vận chuyển công pháp vô danh, định điều động pháp lực thể nội, xem có thể bức lui những quỷ thủ trắng bệch này không. Nhưng mà, pháp lực trong đan điền mới dị động một chút, hắn lập tức cảm thấy phần gáy lạnh buốt một trận. Một cỗ khí tức cường đại vô cùng âm hàn từ đó lộ ra, khiến cho lông tơ quanh người hắn bắt đầu dựng đứng lên. Là gối ngọc, Thẩm Lạc lập tức nhận ra biến hóa phía sau cổ hắn. Không đợi hắn có động tác gì, trên gối ngọc phía sau cổ đột nhiên truyền đến một cỗ lực thôn phệ cường đại. Hắn liền cảm thấy tinh khí huyết dịch thể nội như sôi trào lên, nhao nhao hóa thành từng sợi hơi nước màu trắng, bị hấp thu ra ngoài. Hai mắt hắn trừng lớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ ngực của mình xẹp xuống, cánh tay cũng nhanh chóng khô héo, trở nên như quỷ chảo, sinh cơ dần biến mất. Trong đầu Thẩm Lạc một mảnh hỗn độn, sợ hãi, nghi hoặc, không cam lòng. Các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, kiệt lực cuồng hống, không. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, ngực phập phồng kịch liệt, miệng lớn thở hổn hển. Đang bối rối, hắn vội nhìn xuống đệm giường dưới thân, kết quả chỉ thấy một vũng mồ hôi ướt đẫm, nào có quỷ thủ trắng bệch nhỏ như tay đứa bé kia. Tiếp theo, hắn lại lật xem mấy lần lòng bàn tay và mu bàn tay của mình, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có dấu vết huyết khí bị hút khô biến thành quỷ chảo khô héo kia. Chẳng lẽ là ác mộng? Thân sắc Thẩm Lạc có chút mờ mịt nhìn bốn phía một vòng, kết quả thấy tất cả cửa sổ đều đóng chặt,
bày biện trong phòng cũng không mảy may dị dạng. Ngay cả gối dưới đầu hắn cũng là gối mây thường dùng, mà chiếc gối ngọc kia thì an tĩnh nằm ở một bên. Hắn đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong lúc nhất thời hết cả buồn ngủ, liền đứng dậy trong đèn, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới trước bàn ngồi xuống. Ngoài cửa sổ còn có thể thấy được ánh trăng mông lung, tựa hồ đã là sau nửa đêm. Thẩm Lạc nhớ lại cảnh tượng trong cơn ác mộng vừa rồi, vẫn cảm thấy có chút chưa tỉnh hồn, hắn giống như bị quỷ thần xui khiến lấy. Một tấm khu quỷ phù, dán sát vào phía trên người mình, đưa một tia pháp lực vào. Theo trên lá bùa sáng lên quang mang, cặp mắt của hắn liền trở nên mông lung, ánh mắt chuyển động nhìn khắp quanh phòng, cẩn thận tra xét. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vừa mới chuyển động, lông mày đột nhiên nhướng một cái. Trong phòng vậy mà thật sự có chuyện cổ quái. Ánh mắt hắn quay lại, liền thấy trong hư không từ trên nóc nhà kéo xuống đầu giường mình nằm, có từng hình bóng mảnh khảnh buông xuống, chớp động như ẩn như hiện, mơ hồ đến cực điểm. Nếu không phải giờ phút này tinh thần hắn khẩn trương, lực chú ý quá tập trung, căn bản không phát hiện được. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vội cầm đèn đi qua, muốn xem rõ hơn. Kết quả, chờ ánh đèn rời đến, hắn vừa rồi trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy đồ vật kia, giờ ngược lại biến mất không thấy. Hắn không do dự, lập tức một hơi thổi tắt ngọn đèn. Theo ánh sáng trong phòng dập tắt, đồ vật vừa rồi như ẩn như hiện kia, rốt cuộc một lần nữa hiện ra. Rõ ràng là từng sợi mỏng manh như tóc, gần như tia sáng trong suốt, tất cả đều như mưa rơi từ chỗ nóc nhà xuyên suốt xuống dưới. Ánh mắt Thẩm Lạc theo tia sáng nhìn xuống dưới, liền thấy quanh gối ngọc bao phủ một tầng quang mang hơi mờ. Những tia sáng từ bên trên rủ xuống kia, vậy mà tất cả đều rơi vào trên đó, bị hấp thu vào không còn chút nào. Đây là thứ gì? Trong lòng Thẩm Lạc kinh nghi càng sâu, từng bước một tới gần bên giường. Đi tới gần, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua khu quỷ phù dán trước ngực, phát hiện nó cũng không thiêu đốt gì, mà những tia sáng quỷ dị kia cũng không dãy dụa vặn vẹo. Xem ra, không giống như là đồ vật âm sát. Trong lòng Thẩm Lạc thoáng yên tâm hơn. Hắn đưa ra một bàn tay, như là tiếp nước mưa, đưa tới hứng những tia sáng gần như trong suốt kia. Bạch quang mông lung lập tức bao phủ lại bàn tay của hắn. Nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện, những tia sáng kia rơi vào lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt phảng phất như không bị gì xuyên thấu qua bàn tay của hắn, tiếp tục tụ vào gối ngọc. Mà bàn tay của hắn cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, những tia sáng kia thật giống như chỉ là hư ảnh. Thẩm Lạc vô thức ngẩng đầu nhìn một chút nóc phòng, liền thấy những tia sáng kia phảng phất sinh ra từ trên nóc phòng, phù hợp đến thập phần chặt chẽ. Tâm hắn khẽ động, ôm lấy gối ngọc, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng ánh trăng như nước, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang liên tiếp. Thẩm Lạc cẩn thận kiểm tra bốn phía một hồi, thấy ngoại trừ tiếng ngây của các sư huynh trong phòng lân cận truyền ra, rốt cuộc nghe không được nửa điểm tiếng người. Lúc này mũi chân hắn chĩa xuống đất, thân hình nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên nóc nhà hai tầng lầu. Hắn đứng trên nóc nhà, ngửa đầu nhìn về phía không trung, nhưng thấy từng tia sáng óng ánh kia đuổi theo gối ngọc như thác nước treo trên bầu trời, tựa như vô cùng vô tận, liên tục không dứt. Ánh mắt Thẩm Lạc một mực dừng lại trên bầu trời đêm thật lâu, cuối cùng mới biết rõ nơi phát ra những tia sáng óng ánh này, rõ ràng là từ trong tinh không đầy trời bắn xuống. Giữa tia sáng này và gối ngọc, rốt cuộc có liên quan gì? Thẩm Lạc không hiểu chút nào. Lúc trước hắn đã ngủ qua một giấc, bị ác mộng làm bừng tỉnh, sau lại không buồn ngủ. Giờ phút này cũng cảm thấy cảnh tượng tia sáng rủ xuống này khá thú vị, cứ như vậy hắn một mực ôm gối ngọc, ngắm nhìn bầu trời. Tia sáng rủ xuống một đêm, Thẩm Lạc liền nhìn một đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, mặt trời sắp lên, lúc chân trời nổi lên màu trắng bạc, tinh không rủ xuống tia sáng kia mới dần dần trở nên thưa thớt. Chờ đến sắc trời chân chính sáng lên mới hoàn toàn biến mất. Thẳng đến cuối cùng, Thẩm Lạc cũng không phát hiện gối ngọc có dị dạng gì, lúc này mới ôm gối ngọc nhảy xuống nóc nhà, mang theo một bụng nghi hoặc trở về trong phòng. Giờ ngọ, sau khi Thẩm Lạc đi trai đường dùng cơm xong, tản bộ đi tới phía sau núi. Đến chỗ bốn bề vắng lặng, hắn lập tức tăng tốc, thẳng đến chỗ sơn cốc ẩn kín kia. Thẩm Lạc đi tới bên bờ đầm cạn, nhảy lên một cái, rơi thẳng vào trong nước. Đầm cạn lập tức tóe lên mảng lớn bọt nước, một cảm giác mát lạnh lập tức từ bốn phía truyền tới, làm hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, phảng phất cơn buồn ngủ hơn nửa đêm hôm qua không ngủ kia, trong nháy mắt biến mất. Bất quá hôm nay hắn tới đây,
tự nhiên không phải là để làm dịu mệt nhọc, mà là muốn thử một chút công pháp vô danh kèm theo một thuật pháp khác, thông linh dịch yêu chi thuật. Dựa theo điển tịch nói, nếu là người trên thông linh dịch yêu chi thuật có thiên phú hơn người, thường thường chỉ tu luyện thành đệ nhất trọng công pháp vô danh là có thể thành công thông linh. Còn nếu là người thiên phú thấp kém, thì rất có thể tu mãi đến ngũ lục trọng, cũng không thể thành công thông linh yêu vật. Thẩm Lạc tự nghĩ, đệ nhất trọng công pháp vô danh có thể giống như nước chảy thành sông đạt tới viên mãn, có lẽ thiên phú bản thân hắn cũng không kém. Bất quá bởi vì thiên tính càng thêm hợp nước, cho nên sau khi gặp được vô danh thiên thư mới hiện ra. Hắn đi đến trung tâm đầm cạn, khoanh chân ngồi xuống, đầm nước không sâu không cạn, vừa vặn chìm đến ngực. Sau đó hắn liền nhắm mắt ngưng thần, tay bấm pháp quyết, điều chỉnh hô hấp thổ nạp, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp vô danh kia. Không bao lâu, trong đan điền Thẩm Lạc liền có một cỗ thanh lương chi khí theo đó thay đổi, bắt đầu vận chuyển tuần hoàn dọc theo kinh mạch thể nội, thủy chi linh khí lạnh buốt các nơi trong đầm nước cũng du tẩu, tụ đến quanh người hắn. Theo ý niệm của hắn dần dần thay đổi, trong lòng bắt đầu yên lặng ngâm tụng khẩu quyết thông linh dịch yêu thuật. Hết thảy động tĩnh bốn phía sơn cốc đột nhiên bắt đầu trở nên vi diệu. Thoạt đầu, Thẩm Lạc còn có thể mơ hồ nghe được ba phần. Âm thanh chim tước kêu to, rất nhanh liền chỉ có thể nghe được thanh âm gió qua kẽ lá, tiếp đó cũng chỉ có thể nghe được thanh âm sâu kiến ẩn núp trong lòng đất, thanh âm con cá vẩy nước trong đầm. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nghe được thanh âm nước suối chậm rãi chảy xuôi. Mà cùng lúc đó, trong đầu Thẩm Lạc cũng biến thành không có gì, trước mắt cũng là một màu đen kịt, phảng phất cả người đã vượt qua không gian, xuất hiện ở một mảnh hư không khác. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 80, Thức Hải Thông Linh. Cái này chính là cái gọi là thức hải. Nội tâm Thẩm Lạc khẽ động. Trên sách cổ có ghi, nơi thần thức ý niệm con người tập trung gọi là thức hải, cũng chính là nơi ngàn vạn ý niệm sinh ra. Ý niệm trong lòng hắn vừa mới nổi lên lại phải vội vàng ép xuống, đồng thời toàn lực vận chuyển thuật thông linh. Lách tách, một tiếng nước rơi rất nhỏ đột lên vang lên giữa mảnh không gian hư vô tăm tối. Trái tim Thẩm Lạc cũng theo đó đập mạnh một cái. Hắn vội vàng nương theo tiếng nước rơi kia nhìn qua, chỉ trong khoảng không xa trước người, đột nhiên có một điểm sáng nhỏ cỡ hạt gạo xuất hiện đồng thời lóe lên một tia sáng yếu ớt. Không để hắn kịp nhìn kỹ một chút, tiếng tí tách lại liên tiếp vang lên. Xung quanh hắn bây giờ, bất ngờ xuất hiện thêm rất nhiều điểm sáng màu lam, có cái ở ngay cạnh người, có cái cách xa mấy trượng, lại có cái cách khá xa, trông qua cũng phải hơn 10 trượng. Đồng thời, có điểm sáng trông chỉ bằng hạt gạo, lại có điểm sáng lớn hơn đậu tằm. Tất cả đều chớp động tỏa những tia sáng màu lam, tựa như một bầy đom đom đóm bay múa, vô cùng rực rỡ. Thẩm Lạc thầm tán thưởng nhưng cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc để ngắm cảnh. Những điểm sáng màu lam kia có lẽ chính là điểm mấu chốt để hắn thi triển thuật thông linh. Ánh mắt của hắn rơi vào điểm sáng xuất hiện đầu tiên, cũng là cái gần hắn nhất, cố ý dẫn dắt thần thức của mình nhích sang phía kia một chút. Có điều, khi thần thức của hắn mới tới gần một chút, quỹ tích lưu động của pháp lực trong khắp cơ thể lập tức bị nhiễu loạn, kinh mạch khắp người như bị kim châm, kéo theo cảm giác đau nhức dữ dội. Thẩm Lạc mở chừng hai mắt, mặt đầy vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu, người nghiêng về sau rồi ngã thẳng xuống nước. Sau khi uống vài ngụm nước, hắn một lần nữa ngồi dậy đưa tay day trán, đầu vẫn còn đau như muốn nứt ra. Hắn hoàn toàn dựa vào nội dung trong thiên thư mà tu luyện, thực không hiểu vì sao lại như thế này. Sau khi ngồi yên nghỉ ngơi một hồi lâu, cảm giác pháp lực loạn chuyển trong cơ thể mới dần dần tiêu tan. Đầu óc đau như muốn nứt ra giờ cũng thoáng đỡ đi một chút. Sau một hồi do dự, hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt, ý đồ thử thêm lần nữa. Ý niệm của hắn vừa lắng lại, mảng không gian hư vô tối tăm kia lại một nữa hiện ra. Tiếng nước chảy tí tách vang lên, đồng thời điểm sáng màu lam bằng hạt gạo cũng ngay lập tức xuất hiện. Thẩm Lạc cẩn thận khống chế thần thức một lần nữa tiến tới, kết quả chỉ nháy mắt sau khi hắn nhìn thấy điểm sáng màu lam kia. Cảm giác đau đớn từ kinh mạch khắp cơ thể lại một lần nữa dâng lên như thủy triều. Hắn mở chừng hai mắt, chỉ thấy một hồi trời đất quay cuồng rồi thân thể ngã xuống thêm lần nữa. Thẩm Lạc duỗi hai tay ra mạnh mẽ chống đỡ để cả người không đổ hẳn xuống. Đầu đau dữ dội khiến hắn không nhịn nổi rên rỉ thống khổ, trong miệng, mũi cảm thấy ngai ngái, không ngờ lại cùng thổ huyết. Lần này,
Nội tâm Thẩm Lạc thực sự hoảng hốt, hắn không còn dám thử thêm nữa. Thẩm Lạc lảo đảo từ trong nước đứng dậy, đi lại gần bờ rồi chậm rãi nằm xuống, mắt nhìn trời như đang xoay tròn, đồng thời trong đầu là một mảng lộn xộn. Sau một hồi lâu, khi thấy mình đã khá hơn, Thẩm Lạc liền đứng dậy trở về chỗ ở. Quay lại phòng, Thẩm Lạc liền ngả đầu xuống giường làm một thẳng tới nửa đêm. May mắn không bị ác mộng làm thức giấc, đợi khi tinh thần khôi phục lại, hắn liền tự động tỉnh dậy. Hắn thắp sáng đèn, lấy Vô Danh Thiên Thư ra, lật tới phần ghi thông linh dịch yêu chi thuật rồi cẩn thận đọc kỹ lại một lượt, nhưng đọc xong rồi vẫn không tìm ra chỗ có vấn đề. Chẳng lẽ là vì mình tư chất bình thường, pháp lực chưa đủ? Thẩm Lạc trầm ngâm tự hỏi. Nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đợi tới khi tu luyện thành công tầng thứ hai của công pháp Vô Danh rồi mới thử lại thuật thông linh này. Bất kể thế nào, tầng thứ nhất công pháp cũng đã viên mãn, giờ cũng là lúc tu luyện tầng thứ hai rồi. Thẩm Lạc mở Vô Danh Thiên Thư phần ghi tầng 2 công pháp ra, đang khi định đưa ngón tay giờ lên triện văn trên sách. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, kế đó hắn liền lấy một tấm khu quỷ phù ra dán lên người. Hắn khẽ đảo mắt nhìn về phía gối ngọc trên giường. Quả nhiên tia sáng xuất hiện đêm qua, tối nay vẫn như cũ, chiếu từ trên nóc nhà xuống như một sợi nước mưa rót vào trong gối ngọc. Thẩm Lạc nhìn ra ngoài một hồi xong liền thu lại tâm tình, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khẩu quyết tầng thứ hai. Ngày hôm sau, gần giữa trưa, Thẩm Lạc mới đi đến phía sau núi. Hắn bước thẳng xuống khe nước trong đầm rồi khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Lạc đưa tay kết pháp quyết, tức thì pháp lực từ đan điền chạy ra, đầu tiên là tuôn chảy xuống chân, sau đó lại quay về đan điền rồi ngược lên lòng bàn tay, sau đó quay trở lại đan điền. Hắn không vội vã tu luyện tầng 2 công pháp mà thực hiện hai chu thiên như vậy, đợi khi công pháp tầng thứ nhất được điều động toàn bộ rồi mới chính thức bắt đầu tiến đến tầng thứ hai. Vô Danh Thiên Thư dẫn linh khí trong nước nhập vào cơ thể, nhờ dương cương chi khí vận hóa mà biến thành pháp lực lưu chuyển tại kinh mạch trong cơ thể. Tầng thứ nhất viên mãn giúp người luyện có thể thông đạt tứ chi, tầng thứ hai khi viên mãn có thể dẫn khí đả thông hai mạch nhâm, đốc. Hai mạch nhâm, đốc với tư cách là đại mạch trung tâm âm dương của cơ thể, trên hướng huyệt bách hội trên đỉnh đầu, dưới xuống phúc cổ hội, một khi tu hành quán thông, hiệu suất vận chuyển thủy linh khí trong cơ thể hắn sẽ được đề cao rất nhiều. Đến lúc đó, pháp lực tích lũy trong đan điền chắc chắn cũng sẽ tăng vọt thêm mấy lần. Thẩm Lạc vừa động niệm, pháp quyết hai tay hơi đổi, đồng thời trong lòng thầm niệm khẩu quyết tầng thứ hai công pháp. Nước suối bao quanh hắn bắt đầu dập dờn từng gợn sóng hình tròn, đồng thời từng sợi linh khí nhỏ tí ti trong nước như cá nhao nhao bơi tụ về phía trên người hắn. Theo đó, một quầng sáng dịu mắt màu lam lập tức từ đáy nước bừng lên. Cùng lúc đó, một đám pháp lực tích tụ trong cơ thể Thẩm Lạc bắt đầu từ đan điền đi lên, xuôi theo hướng nhâm mạch trước người mà tiến, kéo theo xu thế như phá quan xuyên qua ba yếu huyệt thần khuyết, trung quản và thiên trung rồi chạy thẳng tới huyệt ngọc đường. Từ khi tu luyện tầng thứ nhất, Thẩm Lạc cũng đã bắt đầu có thể dẫn dương cương chi khí vào thủ tam âm kinh, mà lúc này hắn cần làm là đưa nó liền một mạch đi qua tử cung, phá thiên đột rồi chạy thẳng tới huyệt bách hội. Có điều, pháp lực sau khi lao ra khỏi huyệt ngọc đường liền đụng cửa ải đầu tiên trên miệng, hơn nữa là cửa đóng. Huyệt tử cung kia thực giống như cửa ải hiểm yếu có quân trấn thủ, một người giữ ải đã đủ, vạn người canh cửa thì không thể khai thông. Mặc kệ pháp lực của Thẩm Lạc xông tới như thế nào thì cửa thành này cũng không hở ra nửa phân. Thẩm Lạc hơi kinh ngạc, pháp lực trong đan điền sau đó liền dốc toàn lực lao thẳng về huyệt tử cung. Rất nhanh, một luồng pháp lực mang theo khí tức kích động xông tới, từ trong người hắn đẩy ra khiến cả cơ thể hắn đều chịu chấn động, đầm nước xung quanh cũng dập dờn tạo ra tầng tầng sóng nước. Thẩm Lạc mở trừng hai mắt, mặt lộ thần sắc không thể tin nổi. Khi tu luyện tầng thứ nhất, hắn chỉ thoáng thử sơ một lần là thành công ngay, nhưng tầng thứ hai của công pháp thì mới vừa cất bước đã đâm phải ngay tường nam. Chênh lệch trước sau thế này, không thể nói là không lớn được. Giải thích, đầu tiên là thức hải thông linh, tên chương hiểu nôm na là luyện cho thức hải câu thông, đạt được kết nối với linh khí từ đó có thể hấp thu, điều động linh khí. Phúc cổ hội, phúc là bụng, cổ là đùi, hội là nơi giao nhau, gặp mặt, nói đơn giản thì là háng, bẹn, vùng giữa bụng và đùi. Thủ tam âm kinh, thủ tam âm là ba đường kinh âm trong cánh tay, thuộc lý, dẫn chân khí từ ngực vào tay, bao gồm thủ thái âm phế, thủ quyết âm tâm bảo, thủ thiếu âm tâm. Tường nam, các quốc gia phong kiến, các thành trì lớn đều có xu hướng xây tường thành phía nam, dày, chắc chắn hơn cả. Do vậy tường nam trở thành một thuật ngữ chỉ vật cản chắc chắn.
Cuối cùng, nhâm mạch ở trước ngực, đốc mạch ở sau lưng. 1. Vòng sẽ là từ đốc mạch chạy lên trên tới huyệt bách hội ở đỉnh đầu, rồi chạy xuống nhâm mạch, sau đó đi qua các khu vực dưới như khí hải, mạch hội âm rồi vòng ngược lên đốc mạch để tiếp tục. Nói nhiều thêm một chút để các bạn tiện hình dung quá trình tu luyện của Thẩm Lạc. Hết giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.